Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn Cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Một báo cáo điều tra mới đây cho thấy chính quyền thành phố Johannesburg và các đơn vị trực thuộc phải chịu trách nhiệm về vụ cháy tòa nhà 5 tầng ở trung tâm thành phố này năm ngoái, làm 76 người thiệt mạng và 85 người khác bị thương. Thảm kịch xảy ra hồi tháng 8 năm 2023 và là một trong những thảm họa tồi tệ nhất ở Nam Phi. Tòa nhà xảy ra hỏa hoạn nằm trong một khu vực thiếu thốn, trước đây từng là khu thương mại của thành phố Johannesburg và có nhiều người trú ngụ tạm bợ trong tòa nhà này. Thẩm phán CC Khampepe được giao phụ trách cuộc điều tra về vụ cháy này bắt đầu từ tháng 10 năm 2023. Tại buổi trình bày phần đầu tiên của báo cáo điều tra vừa qua, bà Khampepe cho biết chính quyền thành phố Johannesburg đã tỏ ra hoàn toàn coi thường tình trạng tai họa của tòa nhà trên họ đã không ngăn chặn hoặc loại bỏ bất kỳ mối nguy hiểm nào đối với tòa nhà này và cho phép vi phạm các quy định về y tế công cộng, về xây dựng và tất cả các quy định khác có thể giúp giảm thiểu tác động do vụ cháy nếu được tuân thủ. Nguyên nhân dẫn tới vụ cháy trên được xác định là do hành động đốt phá. Hồi tháng 1 vừa qua, thủ phạm gây ra vụ cháy, Stambiso Mdlalose thú nhận rằng đã sát hại một người đàn ông trong tòa nhà, sau đó tưới xăng và đốt để phi tang. Thẩm phán Kham PP đề nghị áp dụng biện pháp kỷ luật đối với giám đốc điều hành của công ty bất động sản Johannesburg, cơ quan chịu trách nhiệm giám sát các tòa nhà của thành phố này. Bà Kham PP cũng cho rằng nên phá bỏ tòa nhà trên và dựng một tấm bảng để tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ cháy, trong đó có cả trẻ em. Phần 2 của báo cáo điều tra về vụ hỏa hoạn nêu trên dự kiến sẽ được trình bày vào ngày 13 tháng 5 tới, trong đó đề cập lộ trình và các mốc thời gian phải tuân thủ vụ hỏa hoạn đã bộc lộ cuộc khủng hoảng về nhà ở và thực trạng chiếm dụng trái phép các tòa nhà bỏ hoang ở trung tâm thành phố johannesburg trong số đó nhiều tòa nhà được cho là nằm dưới sự kiểm soát của các băng nhóm tội phạm thu tiền thuê nhà của cư dân